Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đi lên cái đập này để câu cạn mọi người ạ. Bởi vì hôm nay ở nhà trời nóng mọi người. Mình vừa đi câu cạn cho vui, vừa lên ngồi trên này cho mát luôn. Chứ ở nhà nó bức lắm mọi người ạ. Cái đập đây nhá mọi người, đây là cái đập. Đập rộng lắm nha mọi người. Cái rồng luôn. Mình đi với đứa bạn nhưng mà nó đi trước xá rồi mọi người. Mình đi sau để nói chuyện với mọi người. Giờ bọn mình chọn chỗ này để ngồi câu nhé mọi người. Có không cọ thì lại phải đi chỗ khác. Đập rất là rộng nha mọi người. Ở trên này thì nhiều người cũng lên câu cạ mọi người ạ. Vì lên đây vừa mặn này, mùa hè. Rồi hồ này, cái đập này cũng cạ cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà quan trọng là có câu được hay không. Giờ bọn mình cấu đấy nhưng mà cằn ngặn quá mọi người, cằn ngặn với lại không biết cái môi bọn mình làm bằng cạm ấy, bỏ xuống nước là nó tan hết, là nó không dính lên lưỡi mọi người ạ. Với lại cái bọn cạm nhỏ nhỏ đấy nha mọi người, bỏ xuống cái là nó tợp hết luôn. Bọn mình cấu bọn cấu cả khoảng bàn tay nha mọi người, nhưng mà bỏ môi xuống là mấy cái con cá mương này nó ăn hết môi nhanh quá, cả to không kịp lại để ăn. Cho nên bây giờ bọn mình chắc là phải về áo ở nhà ấy câu. Bây giờ bọn mình thú xếp về áo ở nhà câu mọi người ạ. Thì cũng mới bắt được mấy con cá này cho vui thôi, chứ cá này thì cũng nó nượng được nha mọi người, nượng nó ăn được. Bây giờ bàn với mình xếp cần để về áo ở nhà câu. Đây là cái đập nhìn rất là đẹp luôn, view rất là thích cho mọi người ạ. Mỗi tối hơi đen đấy. Bọn mình tính là câu được cả rồi nượng ăn mọi người ạ, nhưng mà không được con nào. Bây giờ với áo thì chắc chắn là được rồi mọi người ạ. Áo, bởi vì áo nhà mình thả cả ấy, cho nên là dễ câu hơn cả nhiều, dễ câu. Chứ ở cái đập to này to quá nên khó có mọi người ạ, cả nó chảy lung tung.
Bây giờ mình về nhà rồi nha mọi người. Về rồi bọn mình ra sau ao câu cá luôn nha. Bọn mình tốn thời gian đi một vòng để lên tận trên cái đập kia nhưng mà không có cá rồi thì phải đi quay về mọi người ạ. Nãy giờ mà chưa thấy ăn mọi người ạ. Nó ăn nhưng mà giật chưa lên được cả nha mọi người. Mình câu gần 10 phút rồi nhưng mà chưa được con nào mọi người ạ. Chắc phải khoảng 30 phút mới có nha mọi người. Về đấy dọn rất là mặn mọi người ạ. Đông nha mọi người này. Đông sau này là cái đông nhé. Nên là dọn rất là nhiều luôn. Dọn mặn cực kỳ luôn mọi người ạ. Lúc trưa lúc 12 giờ đến 3 giờ là không có tí dọn nào nha mọi người. Giờ dọn rất là to luôn. Chiều thì ra đông ngồi ở sáu này gần đông á mọi người, ngồi rất là mặn mọi người. Rông thấy còn gì ăn này. Ê. Ăn hết mồi rồi mọi người ơi. Bọn mình cấu lâu nhưng mà vẫn chưa có con nào mắc mồi mọi người ạ. Ôi, 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 ôi,
Vuông chặt luôn, chặt luôn. Đấy nha mọi người, mình vừa có được một con cạ cạ gì đây. Cái gậy nha mọi người. Đây, mình vừa cầm cái con ấy. Đấy rồi. Nhìn rất là bẹo nha mọi người. Nhìn nhỏ nhưng mà rất là bẹo luôn. Để mình bỏ vào lưỡi nha mọi người. Lưỡi vào đây. Sát thủ diệt cả nha mọi người. Cố gắng bắt thêm vài con nữa nha mọi người. Cảm giác giật rất là sướng mọi người ạ. Chú ý. Ôi chú cân táo rồi, quái cân táo đây. Tôi dừng cái mày, dừng cái mày, thế đi. Giật đi. Trời ơi. Hết rồi nhá. Thank you.
bút đây rồi. Bắt bắt của Bùi đi. Đánh cốc. Có đứa con này không? Có mình mới giật được thế một con mọi người ạ. Rất là to luôn. Giờ bọn mình cố gắng câu thêm vài con nữa để lạn lượng ăn cho được nhiều nhá. Lái hết môi mọi người ạ. Con về luôn à mày. Whoosh. Whoosh. Bò bò. Ôi thấy. Giật rồi. Thế mà cài lên toàn lừa mình. Trời ơi, thấy quá. Cái pháo đi kiểu. Trời ơi, nó chuẩn rồi rắn này. Nghĩ gì? Cái pháo đi. Tiêu hẳn. Nhìn đi. Nhìn rượu ơi. Trời, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Về đây cho mọi người xem.
Từ màn mình cuối cùng giật được con cá rất to vậy, tôi lại gắt này. Nè cạn nhá. Cái chạy. Mình biết cạn gì mọi người nhá. Từ bạn mình câu lúc chiều giật được con rất là mình đeo cực kỳ to luôn. Giật cần tuấn đăng thôi. Mình đang đứng cầm được mà. Trời ơi. Đấy mọi người. Cả này cả chị mình biện cho mọi người nhé. Thì mình bỏ vô báo. À, báo báo đưa. Đấy. À, bỏ đi. Thương bản mình liên tục lập công mọi người ạ. Đền thơ của thương bản mình này, hai con liên tục luôn mọi người nhá. Hai con to như nhau luôn. Bọn mình rất là vui mọi người ạ. Đấy nhá mọi người, rất là to luôn nhá. Tuyệt vời mọi người ạ, tội này là mày mình là nâu dựng một nồi cực kỳ to ăn siêu ngon luôn nhá. Bọn mình lặn là cọ nượng nữa nhá mọi người. Bởi vì là lúc nãy chưa được bốn con rồi. Bốn con là chắc bọn mình nượng ba con. Còn một con nuôi dặm thôi. Mà bây giờ bọn mình đang câu thêm khoảng 30 phút nữa mọi người. Chắc là nếu mà máy mặn thì cũng được thêm vài con nữa. Tối đúng rồi. Ôi. Có con cá nó ăn hết mồi của mình nhiều quá mọi người ạ. Nhưng mình mậy cái mồi của mình thôi nhưng mà mình vẫn chưa bắt được. Gần đi đấy. 20 rưỡi là từ đấy là 30 rưỡi.
Giờ tội rồi mọi người ạ, bọn mình bây giờ nghỉ cấu nhá mọi người. Nghỉ cấu rồi, lúc này bọn mình có được 5 con mà mời mình lại bà con về nậu canh cạn rồi mọi người ạ. Giờ hai đứa mình còn 2 con rồi, giờ bắt đầu nướng ngắn luôn nha mọi người. Giờ cũng trời rất là tội rồi mọi người ạ, mặt trời lặn rồi. Thì bọn mình xoàn đồ rồi đưa cạ lên nượng nha mọi người. Bây giờ mình bắt cạ lên nha mọi người. Lúc này mẹ mình bắt 3 con rồi mọi người. Bây giờ con 2 con đây nữa thôi. Bây giờ bọn mình đưa lên nượng nha mọi người ạ. Bọn mình chuẩn bị rơm với củi đây rồi. Chỉ đột lên em lượng thôi. Cái lượng kiểu đáng như này. 2 con đây nha mọi người. 2 con. Lúc này là 5 con á. Nhưng mà mẹ mình lại 3 con về nấu cánh nha mọi người ạ. Giờ chưa 2 con, 2 đứa ở lại để nướng. Thơm mọi người ạ, cực kỳ thơm luôn nha. Ui chà, hai con lăn lóc nữa. Mời mọi người nhá, mời nhắn mời mọi người nhá. Thơm ơi. Thôi. Siêu thơm. Ui.
nha mọi người. Mời mọi người nha. Rất là thơm luôn mọi người ạ. Cực kỳ thơm luôn nè. Mời mọi người lần nữa nha. Mời mọi người hai lần luôn. Chậm bột cánh nha, bột su phào hào mọi người. Quả tuyệt vời luôn. Mời mẹ mà. Ôi chậm ô. Mời mọi người lần nữa này. Ăn là thơm lắm nha mọi người. Bởi vì giờ này cùng đang rất là đói bụng mọi người này. Cho nên ăn cái gì cũng thấy ngon mọi người. Nhưng mà cả cũng ngon thật mọi người nhá. Cả cực kỳ thơm mọi người. Cả thả tự nhiên. Cả áo tự nhiên nha mọi người. Áo áo gần đông nhá. Sau một hồi ăn thì bọn mình ăn xong rồi mọi người ạ. Sau một ngày cấu cạ này, rồi giờ nước ăn mọi người này, thì bọn mình xin được kết thúc video ở đây nha mọi người. Nói chung thì ngày hôm nay cũng cấu được nhiều cá, cũng rất là vui. Thì bởi vì áo ở trong nhà thôi, cấu khi nào cũng được, nhưng mà cấu được cả là vẫn vui mọi người ạ. Vì video mình thì cùng mình mới tập làm video thôi mọi người ạ. Thì chắc là cùng sẽ có nhiều cái sai sót trong video, thì mong mọi người bỏ qua và có gì thì góp ý ở dưới phần bình luận cho mình nhá. Mình cảm ơn mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình nhá. Bây giờ bọn mình dọn rồi về nhà đây mọi người ạ. Chào tất cả mọi người nhá.